Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau những cơn mưa lớn vào chiều tối ngày hôm qua thì sang đến trưa chiều nay, Nam Bộ vẫn nắng nóng. Còn ở Bắc Bộ thì trời lại âm u và độ ẩm cao. Đến trưa nay, tại thủ đô Hà Nội dù đã tạnh mưa, thế nhưng mà không gian thì vẫn mờ mịt và ẩm ướt. Đây cũng là trạng thái ở nhiều tỉnh thành của khu vực Bắc Bộ. Thông thường, khoảng đầu giờ chiều sẽ là lúc mà độ ẩm xuống thấp nhất trong ngày. Vậy mà chiều nay, vào khoảng thời gian này thì có đến 3/4 khu vực là nằm trong mức ẩm màu xanh, tương ứng là 72% trở lên. Khi mà đến đêm nay, trời lại còn có cả xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù, thì độ ẩm toàn miền còn tăng lên ở mức gần 100%, mức ẩm bão hòa. Còn về nhiệt độ thì chiều nay trời sẽ ấm rõ, tại thủ đô Hà Nội cũng như là hầu khắp các nơi khác, mức nhiệt là 23 đến khoảng 26 độ. Khu vực Nam Bộ thì chiều nay sẽ có nhiều điểm nắng nóng 35 cho tới 37 độ. Chuyển sang thời tiết biển, tại huyện đảo Hoàng Sa lưu ý là gió khoảng cấp 4 đến cấp 5. Còn đối với huyện đảo Trường Sa thì trời lại mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy. Đối với phía Tây, gió có thể mạnh cấp 6, biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay. Dự báo chỉ số tia cực tím tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau trưa nay ở mức 8 đến 9,8, tương ứng với màu đỏ trên thang cảnh báo. Thậm chí là 3 ngày tới, chỉ số tia cực tím còn có thể lên mức 10, 11, nguy cơ gây hại là rất cao. Quý vị lưu ý, tia cực tím vẫn có khả năng xuyên qua cửa kính ô tô. Nếu như lái xe dưới nắng gắt trong thời gian kéo dài, dễ gây tăng sắc tố da, nám má, da lão hóa sớm, nguy cơ cháy nắng, bỏng nắng, thậm chí là nguy cơ ung thư da. Bởi vậy, quý vị cần thực hiện các biện pháp chống nắng ngay cả khi ngồi trong ô tô như là mặc áo chống nắng, bôi kem chống nắng kỹ lưỡng cho vùng da hở như là mặt và tay.